Em ơi, vẫn còn dỗi anh nhỉ? Dỗi lắm, không làm hiện đâu. Thế thì đi uống trà sữa nhá. Không. Đi ăn bún bò rồi đi chơi không? Anh vừa xin nghỉ rồi đấy. Ờ, thật, đi chơi. Hôm nay đưa bạn Gạo đi chơi một địa điểm rất đặc biệt ở giữa lòng Hà Nội. Có rất là nhiều động vật sống dưới nước mà mình chưa bao giờ được nhìn thấy luôn. Bạn Gạo có vẻ hào hứng lắm tại vì toàn gặp anh em bạn bè ở đây thôi. Đấy, cái ông cá sấu gặp đồng đội là ngoác mồm ra chào kìa. Nếu các bạn muốn trải nghiệm làm người nổi tiếng thì mua thêm ít thức ăn cho cá ở quầy lễ tân. Ôi trời ơi, nhìn mấy con cá này ăn trông không khác gì người yêu mình luôn. Úi giời. Tại vì ở đây quá đẹp nên là hai đứa chúng tôi đi một đoạn là lại phải check in một đoạn. Đến mức bộ nhớ máy hết cả dung lượng để lưu luôn. Những lúc khó xử thế này phải làm sao. Nhưng mà may mình đã có ứng dụng lưu trữ đám mây Terabox có tận 1TB miễn phí để sử dụng này. Nó tự động sao lưu ảnh và video để giải phóng dung lượng điện thoại đấy. Ở đây không chỉ có nhiều loài cá mà còn rất là nhiều con vật đáng yêu nữa nha. Nếu mà có thời gian đi chơi thì nên đến thử thủy cung để trải nghiệm nhá.